đòi ra, đòi ra cho giữ đi. Nó trông không tới đâu mày, tới giờ là nó trông, nó trông không cho bằng được kìa đó. Nè, tôi thấy tôi mở cửa ra để hồi tin chưa, thấy tôi mở cửa ra nó tưởng đâu là bỏ nó hồi này nhiều chuyện rồi nữa, nữa mày quá. Ra ra thắp nha đi nghe thầy. Dạ. Thôi gì vậy, hôm nay là thôi gì nữa hả? Cái bảo hiểm. Cái này không ai con tem. Trời ơi. Bận cái này không tem. Cái này là để bận coi. Đi giá. Để dành mấy lần rồi. Giá hết rồi đó. Thôi thôi dục đi, cái này để quảng cáo chơi mà. Cái gì cứ bởi vì họ không nói tôi biết, tôi con tem rồi. Cái kia nó để làm cái chơi chứ không có tem. Nghe hiểu. Trời ơi, vậy mà tôi nói con tem. Giá hổng nên bó hết rồi. Vậy mà nó biết nó trời gặp. Nghe con nghe. Đứa nó con tem không mà trời ơi. Khổ ghê vậy bởi vậy. CC ơi. Đi đi con. Bắt đầu thì ra cho bằng được hả? Nó mặc áo này mới chịu chứ mặc áo kia là không có chịu đó nghe. Bây giờ phải mặc áo đẹp vậy đó mới chịu. Đát chán đời không? Chán đời hết sức chán đời không? Áo đẹp vậy đó. Đó cho ông lại ông nhận mày đi. Chứ giờ mà mặc áo thường là không chịu lột ra hà. Máu đẹp thì mới lọc không được. Nghe không? Già còn nhí nhảnh quá hà. Già còn xí sợn quá. Ủa Trạm. Ủa con Trạm. Xíu không Trạm? Ủa xíu không? Xíu không Trạm? Sợn quá. Mà áo mà áo bó vậy là mới chịu nè. Mà áo mà không bó là không chịu á nha. Đó. Quắt cái đuôi kìa đó, quắt đuôi đâu, quắt đuôi là đó, phải chi quắt đuôi quý vị thấy không? Quắt cái đuôi, quắt cái đuôi, quắt cái đuôi, quắt cái đuôi. Quắt cái đuôi kìa đó, bà con coi nè. Phải quắt đuôi đó bà con coi đó, phải quắt đuôi, quắt đuôi. Quắt đuôi. Quắt đuôi, quắt đuôi, quắt đuôi. Bắt nó rồi. Thấy không? Con thấy không? Con đòi đi ra đi cho lạnh nha. Ừ. Lạnh nha. Mặc áo gì mới chịu ông ơi. Chứ mà áo thường không chịu đâu. Sang lắm. Áo phải xịn. Mà phải có tay rồi vậy đó. Chứ mà áo thường là không có chịu đâu. Đó, đã ngứa không? Vỗ đít đã ngứa không? Phải. Đó, bằng mày cái hồi tao dính. Thấy không? Bằng con một tốn giấy thấy không? Thấy chưa? Sụp sụp cho nó té chết cha đi. Sụp sụp cho téo thấy bà nội đi. Nghe không? Nhiều chuyện lắm ông ơi. Sáng chỗ cà phê đồ đàng hoàng đó ông ơi. Đây là tiểu thơ đài cát ông ơi. Chứ phải người thường đâu ông ơi. Đang ngon hồ quá à. Nghe. Tiểu thơ đầy cát ông ơi. Chứ không phải người thường đâu ông ơi.
vậy lắm ông ơi. À, cái thẻ bảo hiểm nó gửi về cho thầy. Dạ rồi mà. Thế hả? Thầy ông không có nữa. Nó không coi đó. Vậy đó ông ơi. Anh ra vậy. Lạnh nghe coi. Đâu cơ. Tới giờ cái hôm trước không có áo. Hôm trước không có áo thì ông đi mua vải về tôi khăn về tôi may mặc nha. Bây giờ có mấy cái áo này rồi đó là đồ kia không có thể mặc lột dột ha. Đó là đồ chó đấy nghe. Phụ khóa tham sang vậy đó. Phải áo gì nó mới cho mặc. Áo mà áo mà áo mà áo ban đầu là dục hà. Biểu đó thôi. Nói nó đừng có dành ăn chứ. Kệ cho em mèo ăn với em mèo có con này. Ra thấy mèo với mèo chạy thấy mồ. Đó, khổ vậy đó. Mà nó là nó không có phước với con nữa, ở ngoài sân cho nó ở với ngang. Giờ qua đây là bá chủ luôn rồi. Bá chủ thấy chim thấy mèo thấy ai mà. Đấy là sữa. Tội nghiệp quá. Người ốc tiêu mà ghê quá. Sáng chủ cà phê nữa. Tần gấu ba lần. Cái dưỡng não. Cái dưỡng não từ ba lần. Thấy nó tội nghiệp thiệt. Sự nhiều cái tức rất là tội nghe. Coi như là ông biết đúng rồi là không có đáy bậy hả. Nó kêu mở cửa ra dấu hiệu đấy. Đi con ra là nó chạy là đặt ra đi kiếm chỗ tiêu tiểu à. Mình biết, quen, biết rồi. Quen rồi. Giờ không có tiêu tiểu bậy trong nhà. Giờ không có tốn tả nữa. Thế hả? Đâu có tốn cái đâu. Tả đâu có tiêu đâu. Nhưng phải biết giờ nó, sáng 5 giờ ít nhất cũng phải cho nó đi. Dạ, thế thôi. Ừ. Thưa thầy cũng dạy giờ đó mà. Dạ, tại mấy nay tới 1-2 giờ mới ngủ. Anh sao vậy? Hôm qua thầy bảo con này ngủ ngon rồi mà. Ngủ ngon rồi, tối qua 1 giờ mấy ngủ, ngủ tới 3 giờ mấy thì giờ nó nhức đầu. Nhưng mà thôi để hồi đi ngủ. À, cái cũng vui. Cái giờ chót mới hỏi thăm cái người mà liên lạc ở trên Lào Cai á. Dạ. Hỏi coi cái người đó làm nghề gì. Ai ngờ người là cô giáo. Cô giáo dạy lớp 2. Rồi mới hỏi sao cũng là cô tình hình về cô có đi dạy đâu bình thường hả. Nói dạ. Nhưng mà mấy bữa nay con nghỉ. Vì lý do là mấy đứa nhỏ nó rét quá. Nó không có đủ dép mang á. Nó đi nó đạp sỏi mà lạnh quá. Nó bệnh chứ nó không có áo đủ áo mặc. Thì đằng này mới phân tới hỏi thì nói là khoảng chừng 67 em. Mọi giờ nguyên cái trường làng nó là 117. Rồi bây giờ ông lẽ cho 67 người thôi sao? Tội nghiệp với đứa nhỏ. Ông nghĩ ngày xưa mình nhớ, tôi nhớ hoài những kỷ niệm á. Thấy mỗi lần mà đi mình được ai mấy đứa bạn nó được ai lại cho gì mình không có. Ví dụ như là đó tôi sinh ra gia đình có ăn thì tôi đâu được hưởng gì. Rồi mấy người nó nghèo hơn mình thì nó được, rồi mình đứng mình cũng tiếc, với không mình tiếc, nhưng mình nó nít mà tâm lý ăn nít. Thôi, tôi nói thôi bây giờ để, tôi mới nhớ là tôi bóc điện thoại tôi gọi liền. Gọi cái này, gọi cái kia, gọi cái nọ. Trời ơi, cuối cùng mỹ mãn luôn bây giờ, 117 thành cảm em luôn. Nó có gì không đó? Tôi bắt đầu, lúc đó thì giờ đợi bên Việt Nam là bắt ngày. Biểu cái cô Phật tử ở Hà Nội đó chạy ra chợ Đồng Xuân liền. Cô coi dùm tôi coi đôi dép bao nhiêu một đôi. Bởi vì nó cần dép trước. Tính đầu tiên là tính xin dép là dữ lắm rồi. Nói dép 39, 37 với 39 thì trên dưới là chơi như là 39 ngàn đó. Bị nó tùy lớn thì nhỏ chút. Bốn chục. Rồi mừng rồi, điện. Tôi nói mà điện mà không có nữa, đổi đế lắm thì kêu mấy Phật tử ở trong nhà biết không. Mà ai ngờ đâu điện. Cái cuối cùng cái rồi cũng được. Cái ra xong cái chạy đi ra leo lên lầu. Lên lầu coi áo lạnh á. Bao nhiêu một cái. Thì nó có hai loại. Một loại 85, loại 120. Tôi nói thôi 85 được rồi. Vì tôi nhỏ 85 để cho nó ấm được rồi. Rồi xong chạy coi cái cặp. Bây giờ nghĩ từng nghiệm với những nhỏ cho nó cái cặp. Cái cặp 70. Ba loại luôn. Cuối cùng mấy Phật tử ngộ quan hỷ 200 ngàn rồi đó. Ba món đó là 200 ngàn rồi đó. Đó họ lo hết. Sau đó cái 200 ngàn mà nhân 100. 117 phần. 100 đi cho 100 chiếc đi cho giấy tính. Tức là 200 ngàn. 900 tính là 986 đô. Hả? Tất cả là 986 đô. Thế hả? Ủa anh. 200 triệu hả?
đâu có 20 chưa đầy ha, có nghĩa là 20 chưa đầy 23 triệu, có nghĩa là 23 triệu thì mới 1.000 đô. Vâng. 966 đô. Dạ. Xong rồi cái tôi nghĩ thôi, hồi xưa nhớ mình thời, không biết ông qua đây không, còn nhớ cái thời nhỏ nghèo mà cứ ai đi đâu về cho bánh mì rồi xịt nước xì dầu ăn mà nó ngon, trời ơi mình nghĩ cứ nhớ cái cảnh đó. Cái tôi nói thôi bây giờ đặt 300 bánh mì, đặt 300 bánh mì cho mỗi đứa hai ổ nữa, rồi xong. Cái tôi nói thôi bây giờ không lẽ cái cặp không có gì kỳ, thôi giờ mua 10 gói mì tôm bỏ vô cho nó xách về cho cha mẹ ăn bữa đó. Rồi đằng này mấy Phan hỏi nữa, hỏi nói ở trên cái vùng nó nghèo dữ lắm mà người ta có khi người ta ăn nấu cơm độn với rau á, rồi có khi buổi chiều không có ăn nữa, rồi nghe tội nó sao mà thôi giờ mình không đụng tới chính quyền, nó công hòa bình mình cái thật sâu. Công nhận có những cái vùng sâu mà nghèo dễ sợ nghèo vậy. Cái thành ra thôi, cái sáng nay cái có Phật tử gọi nói giờ con muốn phụ với thầy. Tôi nói giờ phụ cái gì? Giờ tôi cũng nói thiệt à, giờ phần người lớn thì nó cũng đã đâu vô đó rồi, phần mấy đứa nhỏ thì cũng đâu vô đó rồi. Bây giờ muốn phụ thì nói thiệt là phụ là phụ cho đủ. Thí dụ giờ con cho 1.000, một người 1.000 Việt Nam á, thì đi bên Việt Nam gọi thì 1.000, thì thí dụ cho 1.000 là 1.000 là bao nhiêu tiền? Có mấy sen là tôi thí dụ vậy đó à. Ví dụ giờ ông cho 1 đồng, mà nếu ông cho đủ 117 đồng á, thì tôi nhận, chứ ông cho tôi 100 tôi mất công bù 17 nữa không. Còn không thì thôi, chứ thật sự đó, nó thà không có, chứ bây giờ tôi không có thật hết nè, tôi hết khả năng bù rồi. Ai ngờ đâu cũng nói thôi, giờ con, mấy đứa nhỏ con phụ với thầy, thầy muốn mua gì thì mua, tôi nói thôi giờ không mua, giờ thôi tôi nói thật là cho nhiêu, cho tiền mặt thì cô nói là thôi vậy con phụ thầy 50 của em. Tự động đưa tiền mặt luôn cho tụi nó, rồi người lớn 100 nữa. Trời ơi, thôi, kỳ này nó thành tựu viên mãn, mừng. Và bây giờ thì màn thì phải mua từ Hà Nội, cho nên bây giờ cancel cái xe 7 chỗ rồi. Chứ giờ ông không chịu chở, ông đó không chở người chứ không chịu chở gì. Mà bây giờ đi lên tỉnh mua làm sao mà thời giờ đâu. Xe này không chịu chở, không chịu chở. Có thể để trên nóc cũng được mà. Trời ơi, Việt Nam nó phạt chết ông. Việt Nam đã, tôi nói ông là nó đứng đường. Việt Nam cảnh sát nó đứng đường. Cái để gì trên nóc không được hả thầy? Không được nữa, cái gì nó cũng phạt. Xe chở người là chở người chứ không có chở hàng. Tôi nói ngày xưa là tôi chở hoa mà nó còn phạt tôi, mà chở hoa về cúng mà nó còn phạt, mà đừng nói chi mà. Kinh khủng á, kỳ thế đó. Việt Nam nó văn minh mà, ông văn minh nhất thế giới mà. Tại đồn chạm nữa. Việt Nam là nó văn minh, nó tiến bộ nhất thế giới á. cái cuối hộp đầu xe 16 chỗ thôi kệ. 16 chỗ tôi biểu giờ xin thêm một số quần áo cũ nữa, đằng kia mới chở được, sẵn công 2-3 việc. Rồi đặt cặp, 117 cái cặp, 117 cái áo ấm á, áo rét á, với 117 đôi dép. Rồi được 50.000 một em, 10 gói mì, với cho thêm 50.000 nữa, với cho bánh kẹo, tôi biểu bánh kẹo, bánh mì á, đặt bánh mì cho mấy nhỏ. Sao kỳ không? Tôi thì cái đời tôi sanh ra, nói xin lỗi thì không phải mình nói chứ, tôi chưa từng khổ. Về thời nhỏ là tôi cháu lớn mà, đâu nội có mình cha tôi đâu khổ. Mấy đứa em tôi cũng đứa nào khổ hết á. Mà sao mình cứ mỗi lần tôi thấy mấy cái người, mấy đứa nhỏ mà nó khổ thì cái tôi thương. Mà nhiều khi mình quên bản thân mình nữa. Ví dụ như thấy cái tôi cứ nhớ hoài, nhớ những cái hình ảnh mấy đứa nhỏ mà nó đi bán vé số hay là nó. Nhất là bây giờ trường học vậy đó, nếu không khéo á, mà cho 67 em thì còn 40 em, 50 em lại nó buồn. Thật nghiệp nó cũng ở quê nghèo, giàu gì cũng là. Thành ra cho hết nó mừng, chắc là tôi nghĩ nó mừng lắm. Nó nhận cái phần quà nó mừng rồi, nó tung tăng, nó mang cái cặp táp, có mấy gói mì về cho cha mẹ rồi. Trên đường nó cầm hai bánh mì hai bên vậy nè. Cứ mình thấy hình ảnh nó mà mừng, mừng mà tôi điều hành mỗi công việc ngủ không được luôn.
nó tới 1 giờ sáng mới cái thôi tắt máy, quên hai bữa nay quên uống thuốc nữa, giờ chưa phân thuốc ra nữa. Thành ra cái con này nó bực mình, nó bực mình nói chuyện hoài nó ngủ không được. Nó ngủ không được, nó bực mình. Ông coi, ông coi sư phụ nói chuyện gì mà từ thiện hoài à, ngủ nói không cho xê ngủ, cứ ra cái giọng nói chuyện nó nghe nó đâu ngủ được. Cứ hồi cái mở đè cái nó quạo. Con già rồi bảo cho con ngủ không coi đó, cứ nói chuyện hoài không quạo cho được, bảo nó cự luôn không quên. Nó cự. Dạ. Bởi vì cái giờ người ta ngủ phiền quá. Giờ ngủ mà tôi ngủ ở lòng ngoài cái gì mà hai ba đêm trời không có gì được hết trơn, bực mình đá luôn cái chú chó và chú chó đồ chơi đó, đá luôn ra ngoài, nóng rồi, nóng rồi đá luôn, không cho nằm chung nữa, rồi quần áo thì lột ra hết rồi, trời lạnh nhưng mà nóng vậy đó, trời đó là vì không cho ngủ mà. Cũng thằng nghiệm nó biết sao á, nó ngủ được, nó cũng bực mình nghe, nó cự nghe, nó cự cứ nói chuyện, nó quen rồi, nó cự hầm hở đèn là nó dòm á, nó làm vậy đó. Thầy ngóng nó, thầy nói con đấy, con cự thầy phải không? Cự hả? Cự đấy nghe, trời ơi thôi chứ lắm. Hôm qua, nhưng mà được cái chiều hôm qua tôi ngủ được, chiều qua ngủ được tiếng mấy, tôi ngủ quên. Ngủ quên cái ngủ đã đợi hồi nằm giỏng hồi cái giống như nó ép cái tim á. Cái bắt đầu mới leo vô giường. Lâu lắm rồi mới ban ngày mới vô giường ngủ, chứ ban ngày không bao giờ nằm ngoài giường hết, không có vô phòng. Nhưng mà vì cái thảm á thì nó chạy lăng tăng rụng lông rồi, giờ đâu dám nằm. Vô giường nằm thì cô Diệu Liên rồi vợ chú Thiện Căn đem đồ lại cho đồ ăn cúng giường. Mà đâu có biết, bị thường thường đâu có ai tới buổi đó đâu. Thiện Căn 7 á. Rồi có Phượng á. À thế hả? Rồi cái nó sủa trời ơi, nó sủa gian dội mà mình nói trong bụng là tưởng nó dòm nó sủa mấy người đi đường đâu biết cô tới. Mà sao cô tới, cô gõ cửa mà ngủ không hay nữa. Tới chừng nghe nó sủa quá trời sủa thì cô không biết cái gì mà sủa hoài. Hiện hồi gần này bây giờ mới tỉnh lại mới đi ra thấy đồ cô để đây. Thì thấy cô ghi cái giấy của con Diệu Liên tới thăm thầy, gửi mua rau cải thầy. Mà thôi chó nó sủa quá chắc thầy nghĩ. Vì đâu phải chi có ai tới buổi chiều thì mình biết là có người tới, chỉ nghĩ nó đứng ở trong nhà nó sủa thôi. Chỉ mở cửa kia để một cái kiến này nè. Sủa gì mà sủa bát ngát, sủa cái bằng nhỏ con vậy đó mà sủa không nghỉ nha. Không nghỉ sủa dữ dằn lắm. Đó, mặc áo dày mới mặc, chứ bây giờ là phụ khó tham sang nè. Cái áo ban đầu á là ông đang mua đi mua không có, mua về công lao sư phụ lấy dây thun. Chơi mai vô giờ chê, nó nhột. Rồi bây giờ mặc áo như vậy nè. Bởi giờ mấy cô giờ gửi qua mai mấy cái nữa mà chắc chưa, không biết tới, chắc mai tới. Bữa thứ hai, đó, mặc phải cho đẹp vậy mới được ông à. Chứ con là nhân vật quan trọng mà. Nhân vật quan trọng mà ông. Sao mà cho con mặc cái áo gì mà. Nhưng mà nó ăn đồ chay không rồi thầy hả? Ăn được rồi, uống cà phê được rồi. Dạ. Nhưng mà đắng, sáng cho uống nhiều hơi đắng. Nhưng mà kể đó cho nó uống từng ba bữa thì cho nên dưỡng cái não. Ha. Cho con dưỡng cái não. Kể làm được cái việc gì cho người tôi vui ghê á. Nó chứ. Nhưng mà thôi lâu lâu làm chứ không có làm thường. Bởi vì nó mất cái thời giờ kinh sách của mình dữ lắm ông ơi. Làm lợi cho người là tốt, chứ mà đúng ra Phật đâu có chủ trương làm hoài. Khi nào có việc gì mình giúp người thì đúng là có cái dịp thôi, chứ còn đâu, thầy đâu phải chuyên môn từ thiện. Tôi đâu thầy hay thành ra giờ ai ủng hộ gì tôi biết, cứ tôi bấm ai mà nói ủng hộ là tôi bấm liền về bển, rồi bây giờ chờ xong rồi tổng kết thiếu đủ gì mình gửi về thôi, chứ giờ tôi cũng nhức đầu quá không có nhớ nữa. Còn ai như các vị ủng hộ đó là tự gửi về luôn đỡ mình không có qua mình nó khỏe. Ai mà ở chỗ trung tâm người Việt gửi luôn hà, chỉ trừ ra các vị mà kẹt, ví dụ nói xin lỗi gửi 50 đô hay là gặp xa không có chỗ gửi tiền Việt, họ không có gửi cái dịch vụ gửi tiền á, thì thầy làm thì mình làm thôi.
chứ okay. Tiền tiền đó trời cũng nói với đứa nhỏ đó đừng có rớt mấy cái tiền đó, tụi nó biết nhưng mình cũng dạy thêm vậy đó. Tiền nó ăn không có nuốt không có trôi rồi sau này trả lại mệt lắm. Thà ăn của người giàu, mắc nợ người giàu, sau này mình vô làm con người giàu được. Ăn của người nghèo cái mắc nợ sao kiếp sau nó nghèo tàn mạc thêm khổ. Mà nghe mấy đứa nhỏ thì thấy tội không hả? Ờ chứ tội lắm rồi, nên vô tôi nói là nên tại sao con nói thầy nghe cái gì mà còn dư được á, thầy đi cứu giúp như vậy tốt hơn. Khổ lắm mấy cái vùng xa, vùng sâu kêu, xa khổ lắm thầy không biết đâu. Tôi kêu phải mua bánh mì đó, nó chứ tội dùng sâu mà đó. Nó có cái bánh mì nó ngon. Chứ tôi nghĩ là nó mấy đứa nhỏ mà nó chạy cà tưng nó như nó mang cái cặp táp nha. Nó mang đôi dép đôi áo rồi nó cầm hai bánh mì nó quất qua quất lại rồi nó ăn đó nha, mình thấy nghĩ gì vui. Tiếc là không có về. Thôi kệ để mấy chị đi làm quay phim mình coi. Dưới phóng sanh. Trời có mấy chị đạo Công giáo. Đâu có biết hỏi tự. Mai là tôi không có đụng tới đạo Công giáo. Tôi không có đụng tới đạo khác. Cho nên phải tôi đụng là thấy màu rồi. Họ điện thì tôi cũng điện thì tôi nói thật sự họ xin họ đóng góp về. Nói thầy biết không... tôi nói này mình không có phân biệt đạo nào hết đó. Cô lên nó gặp ai cho nên tôi chủ trương mấy em đó, thứ nhất là mình đi làm bằng thiện nguyện cho nên không cần qua chính quyền, mình đâu có tuyên truyền cái gì đâu qua chính quyền tới đó không được, tại vì có cái cô giáo trên đó đó, cổ nó là bà con cổ lên biếu vậy thôi chứ mình đâu phải biếu cả ngàn phần đâu mà gom hết tàn dân đâu. Okay. Có đi ngang mấy cái mái nhà xa xa rồi có mái nhà rồi ghé biếu vậy thôi. Từ thiện này có giấy phép. Còn mấy đứa nhỏ đó thì cái giờ cái trường cổ dạy đó là cổ báo với ông hiệu trưởng, mà cái trường đó hiệu trưởng trường chứ thật sự cái trường làng, nó biết trường bản hồi xưa nó mà ba lớp mà gom hết trên 117 em á. Cái ổ đang nói cái gì ông tặng ngang cái tôi quên nè. Báo chính quyền á. Không có báo chính quyền, cũng không có tôi mang tính cách đạo Phật, không cần luôn. Thành ra giờ giống như giờ tôi hết sợ rồi, sợ là bây giờ mình làm rõ ràng vậy, mình thầy trò tiền bạc rõ ràng, mình đâu có sợ mang tiếng nữa, giờ không sợ nữa. Bây giờ tôi đâu có giữ tiền đâu, tôi sợ ý không? Bây giờ luôn cả tôi suy nghĩ rồi, mấy cái vị cúng không chừng chỉ để cái tên thôi chứ không để giá tiền nữa. Để giá tiền nhiều khi người ta cũng buồn nhiều người. Tại sao lại để tên, không cần để tên, người ta không làm, người ta không cần để không, tên. Không, nhưng mà nó phải rõ ràng chút. Để tổng kết cái giá người ta cúng, chứ không để, ví dụ không để ông Đan 50, Kim Anh 100 hay gì mình không để. Nhưng mà những cái nhà hảo tâm, thì số 1 là chị E, số 2 là anh B, số 3 là anh C vậy đó, là vậy thôi. Chứ còn không có để là 50 hay 500 ngàn hay 1 triệu. Không, thấy nhiều khi mình... đầu tiên không, mà đầu tiên thì phải để, nhưng mà giờ tôi suy nghĩ nó quá rồi. Bây giờ cái chiếc này nó cả 100 triệu chứ đâu, chiếc này là cả 100 triệu á, 100 triệu ở luôn cả miền Nam nữa, là tính ra cũng hơn là cả 150 triệu á. Coi nó quậy đâu, thấy không, ngồi yên lắm, ngồi yên lắm, thấy chưa, nó phái lắm, phái giận lắm, không ngồi sống chịu ngồi yên. Thôi cũng tốt thôi, cũng là cái lòng từ bi nữa thầy. Nhưng mà thấy thương với đứa nhỏ dạ, thì cái nó cũng cái nghiệp gì mà nó sanh ra cái hoàn cảnh vô, bởi vì cho nên nó gọi là cái biên địa hạ tiện á. Trong nhà Phật mình nó sanh nó dùng biên địa hạ tiện á. Sao được không muốn rồi thầy. Thì bởi vì do cái nghiệp nó dẫn như thế. Dạ, nãy đến này chịu thưa thầy. Cho trò nghe cái. Dạ thưa trò nghe con. Dạ. Dạ, con gửi rồi, con để tên của thầy á nha. Dạ, cũng được. Báo cho cô mừng. Mừng lắm, tối hôm qua tôi thức tới 1 giờ tôi mới gọi cô á. Đầu tiên tôi tính gọi cô, tôi quèo cô nữa. Nhưng mà thôi bây giờ có người lo hết rồi. Trời ơi, ở trên đó nó khổ quá trời. Cô Quẻ Ánh ơi, tôi mới gặp trực tiếp với cô giáo mà hướng dẫn á. Tôi đâu biết cô làm cô giáo đâu. Cô mới nói làm, tôi hỏi chứ cô làm nghề gì, cô nói con là giáo viên dạy lớp 2. Rồi tôi mới hỏi, cô mới nói, tôi hỏi có đi lại đúng rồi, tình hình dịch bệnh rồi sao. Rồi cô mới nói dịch bệnh thì ở Lào Cai không đến nỗi nào, nhưng mà cái chỗ con nó sâu quá đi cho nên nó lạnh quá, rồi mấy đứa nhỏ nó không có đủ dép nó mang, rồi nó bị đi, nó bị lạnh, nó bị là cảm á cô. Cái quần áo cũng không đủ.
Còn người dân nói rằng là người ta đâu có đủ gạo ăn đâu, nghèo quá. Rồi tôi nghe tôi nữa, tôi ngủ không được. Hào mình không nghe, cô biết không? Tự nhiên tôi đi tìm hiểu ông chi, không biết nữa. Kéo đầu cái tôi điên người này, điên người kia, tôi nói thôi giờ lỡ rồi. Cổ tôi bảo tôi với tôi không biết làm sao, tôi nói tính cho một đứa đôi dép thôi. Tôi mới kêu chạy ra chợ Đồng Xuân coi dép bao nhiêu một đôi. Tôi nhờ người ở Hà Nội chạy ra thì nói là 37 ngàn là dép nhỏ nhất, còn 39 ngàn thì dép cho mấy lớp 2 á. Đó, cái tôi điện này kia, cái tôi xin tờ. Cái họ nói tôi là khoảng 67 em mà tôi nói không được. Bây giờ 117 mà cho 67 đứa nhỏ mà nó đứng nó, mấy đứa kia nó không có, nó giờ mình thấy tội nó, cô thấy không? Nhưng mà cuối cùng tờ ơi, người ta giờ lo đủ hết rồi cô ơi, tôi mừng quá à. Rồi tôi mới nói, đó là cái tiền mà cô gửi về đặng đi đặt bạc cọc đó là mền nè, dép nè, áo nè, đó trước còn thiếu nhiều thì mấy em ở trong miền Nam bữa đó đi nó đem ra vì có nhiều người cúng mà họ chuyển chưa tới á. Mừng đó, cô nói thế thì trong nhà mình khỏi lo, đó có người có tờ rõ ràng, có hồ hấp lo, còn mấy người lo lại đạo Chúa nữa đó cô. Thôi cũng mừng. Thành ra kỳ này á, cái chuyến này là hơn coi như là khoảng chừng hơn 4.000 đô á. Đó. Rồi cái tiền thầy nói là con cũng xa, thầy khỏi trả con cho con cũng được luôn. Không, cái nào ra cái đó cô nói gì cũng được, để cái đó là có người rồi. Có người lo rồi, cái nào ra cái đó cô làm vậy tôi cũng được, bởi vì tôi không đi gửi tiền được. Cô đi gửi thì tôi phải trả, cái này là có người ta ủng hộ rồi, chứ không phải là ấy. Còn tôi cái để cho tôi một chút chứ. Phần tôi thì coi như 600 tiền chính phủ cho là tôi ủng hộ cho. Rồi máy bay hai em nó đi với phụ tiền xe chở hàng từ Hà Nội lên á. Tại vì đi lên tới trển làm sao mà mua đủ, dùng ở trong bản sâu mà. Thì đâu có mua đủ hết đâu, cho nên phải mua ở tại Hà Nội, nhưng mà phải mua tại Hà Nội á cô. Đó là có chỗ chở. Cái tôi biểu á, mua cho mấy em nó đứa hai bánh mì. Tôi nhớ ở con nít mình hồi nhà quê mình á, mà chiều có bánh mì mừng lắm, cô nhớ không? Cái biểu mua hai bánh mì khi mà phát cho tụi nó bỏ vô cái cặp á, với mỗi em nó 10 gói mì để nó đem về cho cha mẹ nó cùng nấu ăn. Kể nó vậy một phần của mấy em nó cũng hơn 200 ngàn á, mà 117 em. Rồi cái giờ chót là sáng nay có người điện nhờ tôi xin tôi hùng, tôi nói giờ thiệt lòng là nó tạm như vậy rồi. Mà nếu bây giờ mà các vị có cúng thêm 1-2 triệu tôi cũng biết làm gì được. Thôi giờ tôi cũng nói thiệt. Thí dụ như giờ có ở Việt Nam có phụ thì phụ cái gì đủ 117 phần. Thí dụ giờ phụ cục kẹo cũng được nữa mà 117 cục vậy đó. Thế cuối cùng quý vị cho thêm mỗi người được, mỗi em được 50 ngàn nữa. Mà người lớn được 100 nữa. Mừng quá, thôi tôi cũng chuyến này nó cũng thành tựu rồi cho nên vậy cũng vui. Mà thôi, làm cái này cũng nhức đầu quá, cô Nguyễn ơi, trời ơi, mấy đêm rồi tôi, cái giờ mình ở bên này khuya thì bên Việt Nam tao mới rảnh để mình bàn cái công việc á. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, tôi ngủ tối qua tới 1 giờ tôi mới ngủ á, cho nên hồi 11 giờ, từ gần 11 giờ, lúc đó là chưa có ai ủng hộ hết á. Tính điện nói với Nguyễn Ánh thôi, phụ cho thầy dép thôi, cái ai nợ đâu cuối cùng cái là có các vị dành hết trơn rồi. Cái gì cúng hết rồi cho nên cũng đỡ cho mình. Chứ tính đâu dép thôi mà không ngờ cuối cùng nó nảy sinh ra bao nhiêu thứ khác nữa là mình ôi, đi vô, vui rồi. Nè, rồi thôi cô đi đây là 2 tuần nữa mấy cô xuống đây chơi phải không? Rồi, vậy đi đi, rồi. Liếc mặt này nè, nó nói mình nhiều chuyện đó. Liếc mặt mình. Ok rồi. Cái miệng mình dơ miệng lắm mà. Phải tao đang chơi với chó, cái này chó liếc mặt là vậy đó phải không? Đó, người ta có rồi, người ta mới chạy ra rồi. Chơi với chó rồi, chó liếc mặt không có ra đi được không? Bởi vì cái bà già đó mà ôm nó liếc mà tóc ngày vậy đó. Ồ vậy đấy chứ sao vậy thầy? Ủa ông ăn này nè. Ông cho được cái món này hả? Cái món này bởi vì tại sao tôi phải suy nghĩ, tại sao mình ta nói là
mình thương cha mẹ tuổi già, mua kẹo bánh tráng cho cha mẹ ăn. Anh cho nội để móc nó, bởi vì thương thương kiểu đó là chết rồi. Nhưng mà tôi ăn được, lâu lâu ăn miếng. Dạ hả? Nó cứng nhưng mà kệ đi, còn răng ăn để mơ móc tuổi già sao ăn. Thì ăn cái này nghe. Không ăn đi. Ta ăn đi. Bóp con chó rồi. Không ăn đi thôi, không ăn đi. Để hồi tao bóp cho vô. Nó bóp vô, không ăn đâu ông ơi. Ừ, mình mới thấy á, cái nếu mà mình ngồi suy nghĩ lại, cái người mà có cái tâm thiện, không phải mình nói mình, nói chung vậy đó, thấy làm được việc lợi ích cho người mình vui lắm không ạ? Vui. Đó, lại đầu chưa thành thấy mà thấy cái tâm thiện là an ủi á. Tại thế thì vui trong tâm đó. Cho nên gọi là phước á. Đó, đó vì vậy đó thầy chứ không cần cái gì cả. Thầy nghĩ tốt cho người khác thôi, thầy không thấy an ủi rồi. Vui, giờ nghĩ trời ơi, trong tới ngày thứ năm, thứ sáu, tuần tới đó, tôi nghĩ mấy người già có được, bây giờ lấy được.